Mình tên là Thanh Tuyền, là một người con của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bình Dương hiện nay đang là một trong những tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid gây ra. Và khi biết đến chương trình ủng hộ, hỗ trợ vùng dịch phía Nam do Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang phát động, thông qua mọi người, mình được biết đến Hội đồng Hương Tuyên Quang tại khu vực phía Nam và mình đã tham gia và trở thành tình nguyện viên. Mình cùng các anh chị em trong đoàn đã đi tới những nơi, những địa điểm có người dân lao động của Tuyên Quang để đưa quà và gửi đến tay mọi người. Mình cũng mong rằng sẽ còn nhiều những đoàn cứu trợ nhiều hơn nữa của tỉnh nhà vào khu vực miền Nam, qua đây gắn kết tình đồng hương nơi xa xứ. Hôm nay gia đình em rất là vui khi mà nhận được gói quà trợ giúp ủng hộ nhu yếu phẩm của tỉnh nhà mình đã gửi đến cho gia đình chúng em. Đây, mọi người cùng em xem gói quà nhé. Thật là ấm lòng khi mà nhận được những cái món quà này, rau củ quả này và gạo này, được đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang mình quan tâm thì em cảm thấy là rất là hạnh phúc, cảm xúc vỡ òa luôn. Ngay khi mà em nhận được cái món quà anh hội đồng hương anh trao đến tay em thì em ôm trong cái sự hạnh phúc và sung sướng. Trên mâm cơm của mẹ con chị Diễn hôm nay có thêm hương vị của hạt gạo quê hương, của vị ngọt bí xanh và cả hương vị của tình thân, tình đồng hương nơi miền Nam xa xôi. Chị Diễn, chị Tuyên cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn khác là người Tuyên Quang đang ở trong vùng dịch của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã nhận được những túi an sinh hỗ trợ của tỉnh nhà. Thông qua ban liên lạc Hội đồng hương Tuyên Quang tại miền Nam với sự hỗ trợ của sư đoàn không quân 370 của quốc phòng, những túi quà đầu tiên đã đến với họ. Thật khó diễn tả hết được cảm xúc, tình cảm của họ khi cầm trên tay những túi quà của quê hương. Một cái niềm vui rất lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đối với lại bà con đồng hương Tuyên Quang, thì chúng tôi thấy là khi mà có được hơn 100 tấn quà của bà con từ Tuyên Quang gửi vào, bà con đã gom góp gạo từ tận ruộng vườn của mình rồi vận chuyển vào đến tận thành phố Hồ Chí Minh với sự giúp đỡ đặc biệt của Bộ Quốc phòng, đến tận tay được những người rất là khó khăn. Nó là một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là cảm động. Bà con thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những người đồng hương Tuyên Quang rất là biết ơn, gửi lời biết ơn, cảm ơn đến tất cả bà con nông dân, các mẹ, các chị, các anh ở quê hương. Em nhận được nhu yếu phẩm rồi, cảm ơn các anh chị hội đồng hương Tuyên Quang ạ. Chẳng đâu bằng quê hương mình, ấm lòng mùa dịch quá rồi. Cảm ơn các anh em đội mưa đưa đồ đến tận nhà. Mẹ con em khi nhận đồ về thì đã nấu ăn luôn, đúng lúc nhà em hết gạo. Gạo của quê hương còn thơm mùi máy sắt lúa, ngon lắm. Những lời cảm ơn hướng về Tuyên Quang đã được những người con xa quê lan tỏa trên mạng xã hội. Trong hoàn cảnh khó khăn khốn khó, tình đồng hương, nghĩa đồng bào càng thêm thắm tình. Dịch bệnh có thể làm xã hội giãn cách, nhưng tấm lòng của mỗi người lại gần nhau hơn.